Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Không nên chủ quan với sốt xuất huyết. Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên thành lập đơn vị vận động trị liệu. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ điểm sáng về y học cổ truyền. Nhiều gia đình nấu ăn bằng bột canh gây thiếu vi chất iốt. Nhiều cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai không đúng cách gây mang thai ngoài ý muốn. Trong một thầy thuốc với người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về việc nhận biết và xử trí khi bị kiến ba khoang đốt. Trong một cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc nam từ cây mía giò. Gia tăng bệnh nhân mắc các bệnh lý về gan do rượu bia sẽ là phóng sự trong một câu chuyện y tế hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Chỉ tính 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã ghi nhận gần 68.000 ca mắc sốt xuất huyết, cao gấp hơn 3 lần so với năm 2018, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Hiện nay, thời tiết nắng nóng và mưa nhiều là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Tuy tại Hưng Yên, số lượng bệnh nhân bị sốt xuất huyết đến điều trị tại các bệnh viện chưa nhiều, chỉ vài 3 ca bị sốt xuất huyết ngoại lai di chuyển từ Đà Nẵng hay Hà Nội về. Tuy nhiên, về đặc điểm dịch tễ, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên bệnh sốt xuất huyết đã thay đổi nhiều so với trước đây. Nếu như trước đây bệnh chủ yếu xuất hiện ở các khu vực có mùa mưa kéo dài, nhiệt độ cao thì nay bệnh đã xuất hiện khắp cả nước, xuất hiện quanh năm. Bên cạnh đó, trước đây số ca mắc chủ yếu là trẻ em thì hiện cả trẻ em và người lớn đều mắc. Bệnh sốt xuất huyết do virus Dengue gây ra với 4 tuyếp được ký hiệu là D1, D2, D3, D4. Cả 4 tuyếp gây bệnh này đều có ở Việt Nam và luân phiên gây dịch. Do miễn dịch được tạo thành sau khi mắc bệnh chỉ có tính đặc hiệu đối với từng tuyếp, cho nên một người có thể mắc sốt xuất huyết đến lần thứ 2 hoặc thứ 3, thậm chí vẫn có thể mắc đến lần thứ 4. Và lần mắc sau thường nặng hơn lần mắc trước. Chính vì vậy, để phòng tránh bệnh này, mỗi người dân cần có ý thức trong việc vệ sinh môi trường, tích cực diệt muỗi và bọ gậy, ngủ có màn. Thấy biểu hiện sốt cần đến cơ sở y tế để điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Vừa qua, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên đã thành lập đơn vị vận động trị liệu thuộc khoa phục hồi chức năng nhằm chuyên sâu hóa các dịch vụ kỹ thuật, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đơn vị vận động trị liệu đã được trang bị các dụng cụ chuyên sâu như xe đạp tập, khung quay tập khớp vai, tập đứng với thanh song song, máy kéo giãn. Người bệnh sẽ được các điều dưỡng, kỹ thuật viên hướng dẫn các bài tập chủ động hay kết hợp với dụng cụ nhằm tăng lực cơ, điều hòa sự vận động, dự phòng các thương tật của cơ và khớp. Tùy theo tình trạng bệnh nhân, giai đoạn bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra các chỉ định tập vận động khác nhau. Đây là kỹ thuật có hiệu quả tốt nhất với người bệnh liệt nửa người sau đột quỵ não, các bệnh lý cơ xương khớp như thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp gối, thoát vị đĩa đệm, trẻ chậm phát triển vận động. Tất cả các kỹ thuật sẽ được bảo hiểm y tế chi trả. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ là một trong những cơ sở y tế tuyến huyện thực hiện tốt việc khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Mỗi năm, khoa Đông y đã khám chữa cấp phát thuốc cho hàng ngàn lượt bệnh nhân. Khoa Đông y Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ có tổng số 12 y bác sĩ và kỹ thuật viên, trong đó có một bác sĩ chuyên khoa 1 về y học cổ truyền. Trung bình mỗi tháng, khoa điều trị cho khoảng từ 40 tới 50 bệnh nhân điều trị nội trú. Các mặt bệnh khoa điều trị hiệu quả là đau thần kinh tọa, đau chi trên, đau lưng do thoái hóa đa khớp và phục hồi chức năng sau tai biến đột quỵ não. Những năm gần đây, khoa đã tiếp nhận điều trị cho nhiều bệnh nhân trẻ tuổi bị liệt dây thần kinh số 7. Khoa Đông y đã được đầu tư nhiều trang thiết bị, máy móc hiện đại giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Điều này giúp ích rất nhiều cho những bệnh nhân nghèo không phải đi xa và giảm chi phí cho người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, thai phụ thiếu iốt sẽ dễ bị sẻ thai, thai lưu, trẻ sinh ra đần độn, câm điếc và các dị tật bẩm sinh khác. Người lớn thiếu iốt thì bị biếu cổ, tinh thần giảm sút và rất nhiều hệ lụy khác. Nhưng hiện nay, phần lớn chúng ta bị thiếu hụt iốt vì những thói quen trong ăn uống. Tiện lợi, vị ngọt dễ ăn nên bột canh, bột nêm hiện nay đang trở thành thứ gia vị phổ biến trong căn bếp của các gia đình. Theo khảo sát của phóng viên, 10 gia đình thì có tới 8-9 gia đình bỏ qua muối iốt trong nấu ăn. Điều này gây đến những tác hại không nhỏ vì theo các chuyên gia y tế, trong bột nêm và bột canh thường không đảm bảo lượng iốt cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Việc thay thế hoàn toàn muối iốt bằng các loại gia vị này trong một thời gian dài gây ra sự thiếu hụt iốt cho cơ thể. Nhiều người không nhận thức được điều này, cứ nghĩ ăn mặn là đủ iốt, nhưng đó là sai lầm. Theo thống kê, nước ta là một trong những nước có tỷ lệ thiếu iốt cao nhất thế giới, trên 90%.
người dân nên bổ sung muối iốt trong chế biến thức ăn hàng ngày để tránh những hậu quả đáng tiếc với sức khỏe. Sử dụng các biện pháp tránh thai như dùng bao cao su, uống thuốc tránh thai là cách được nhiều cặp vợ chồng lựa chọn. Thế nhưng không ít chị em phụ nữ vẫn mang thai ngoài ý muốn do sử dụng sai cách. Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết, trung bình mỗi năm, phòng khám đa khoa của trung tâm thực hiện nạo phá thai cho khoảng 300-400 chị em do mang thai ngoài ý muốn. Đa số các cặp vợ chồng này đều đã áp dụng các biện pháp tránh thai, tuy nhiên không sử dụng đúng cách nên dẫn tới việc mang thai ngoài ý muốn. Sai lầm thường gặp nhất ở các cặp vợ chồng là chỉ sử dụng bao cao su nam trong những ngày có khả năng rụng trứng hoặc lúc gần xuất tinh mới sử dụng bao cao su. Một sai lầm nữa là chị em uống thuốc tránh thai vỉ 21 viên sai hướng dẫn. Thay vì uống hết 21 viên, nghỉ một tuần rồi uống tiếp, chị em lại đợi đến kỳ kinh nguyệt tiếp theo mới uống. Các bác sĩ cho biết, việc sử dụng thuốc tránh thai không đúng cách không chỉ làm giảm khả năng tránh thai của thuốc mà còn khiến chị em có nguy cơ bị giông kinh. Vừa qua, Sở Y tế Hưng Yên đã ra công văn đình chỉ lưu hành hai sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng. Cụ thể, ngày 23 tháng 7, Sở Y tế Hưng Yên đã ra công văn về việc đình chỉ lưu hành trên địa bàn toàn tỉnh và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Max Lipo Slimming do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ Korea Vina ở địa chỉ thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Max Lipo Slimming là sản phẩm mỹ phẩm giảm béo bị đình chỉ do thành phần công thức ghi trên nhãn không đúng với thành phần công thức ghi trên phiếu công bố gửi Bộ Y tế. Trước đó, Sở Y tế Hưng Yên đã ra công văn đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng sữa rửa mặt chuyên dụng Aserin của Gamma Gamma Chemical sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh. Lý do thu hồi do sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm. Thưa quý vị và các bạn, kiến ba khoang là loại côn trùng nguy hiểm. Độc tố trong kiến ba khoang mạnh gấp 12 đến 15 lần nọc rắn hổ. Khi bị kiến ba khoang đốt, nếu không được điều trị kịp thời, sẽ dẫn đến những biến chứng nặng. Trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Đồng, trưởng khoa ký sinh trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hưng Yên, sẽ hướng dẫn quý vị cách nhận biết và xử trí khi bị kiến ba khoang đốt. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia buổi trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết là kiến ba khoang là loại côn trùng gì và loại côn trùng này thường gặp và gây bệnh vào mùa nào trong năm ạ? Kiến ba khoang nó là một côn trùng rất là thường thấy trong xung quanh cuộc sống chúng ta. Nó có khoảng độ 11.400 đến 20.000 loài rất giống nhau mà nó chỉ một số loài thường gắn liền với cuộc sống của mình. Nó thường sống ở những bụi cỏ, bờ ruộng hoặc đống gạch hoặc là khe cây nay sát với cuộc sống của mình, và kiến này là thuộc cái côn trùng vùng nhiệt đới nóng ẩm rất gần chúng ta. Và kiến này thì nó đặc điểm là nó có ba khoang, khoang giữa là khoang đầu màu đen, giữa là nó nung đỏ và cuối là màu đen, và người ta gọi là kiến ba khoang là như vậy. Và kiến này thì nó chạy rất nhanh, nó bay rất xa, và khi bay hoặc khi chạy thì nó đít nó cong như con bọ cạp ấy, và dân gian thường gọi là kiến nác chầm chập hoặc là kiến kim cũng là nó. Đấy là loại một loại côn trùng như vậy, và nó thường sống sát chúng ta và nó ăn thức ăn chủ yếu là những cây mục, phân và những cái chất tiết của những cái động vật. Kiến ba khoang này thì đặc biệt nó gây vào mùa mưa thì thường là mùa dịch lớn vào tháng 7, tháng 8, 9, tháng 10. Đấy là một cao điểm. Tuy nhiên trong năm nó vẫn có rải rác như nhiều nhất từ tháng 7, tháng 10 vì đấy mùa mưa. Và bình thường kiến này thì nó khi thời tiết nóng và buổi chiều nắng xong đó trời mưa thì kiến bay ồ ạt từ tổ bay ra. Khi tiếp xúc với kiến ba khoang thì gây ra bệnh gì và biểu hiện của nó như thế nào? Rất hay nhầm lẫn với những bệnh gì thưa bác sĩ? Khi kiến ba khoang tiếp xúc chúng ta hay có động tác như là đập hoặc di thì nó phá vỡ cái trong kiến ba khoang có một chất độc gọi là petarin. Cái chất độc này nó chủ yếu gây bỏng da và đặc biệt nó để ra là viêm đỏ, rát và đau rát, cho nên là dân gian đặc biệt nhân dân và cũng như một số thầy thuốc không chuyên khoa thì dễ nhầm với lại bệnh Zola, mà Zola cho nên là đấy là những cái bệnh nhầm, mà khi nhầm như thế thì ta điều trị sẽ nhầm và để lại những hậu quả. Những biến chứng nguy hiểm nào khi xử trí không đúng cách và cách xử trí như thế nào là đúng nhất khi bị tiếp xúc với kiến ba khoang ạ? Đặc điểm kiến ba khoang là khi tiếp xúc da chỉ là da đỏ, nóng, đau rát và rát, cho nên rất dễ nhầm với bệnh Zola.
cho nên là chúng ta sẽ nhầm, mà khi nhầm zona chúng ta điều trị hướng zona để hoàn toàn làm cho bệnh thứ nhất là nặng lên, thứ hai là tai biến của chính cái thuốc zona không điều trị không đúng gây ra, thì đấy là những cái nguy hiểm. Và khi không điều trị đúng như thế thì nó tai biến của cái chất độc của con kiến là kiến pitarin, thì nó làm nếu nhẹ thì có thể là chúng ta chỉ bị da thâm để xấu thẩm mỹ, nhiều nặng thì gây loét nhiễm trùng máu, nhiễm trùng huyết, và nặng nữa mà tiểu tiện diện rộng thì có thể là gây một cái suy thận hoặc suy tuần hoàn. Nếu mà kiến ăn non thì cái chất độc của trong kiến của chất pitarin thì nó rất nhẹ, thì nó chỉ vào da hơi đỏ thì có thể tự khỏi trong 2-3 ngày. Còn nếu như mà khi mà chúng tiếp xúc là kiến giả hoặc di mạnh mà diện rộng thì lúc giờ da sẽ bỏng rát, nhiễm trùng, thậm chí hoại tử lông, thì lúc giờ chúng ta không nên xử trí tại nhà và đến ngay cái khoa da liễu, bác sĩ chuyên khoa da liễu để xử trí theo đúng phác đồ quy định để đảm bảo cái tránh cái viêm da tiếp xúc cũng như hoại tử da, là tránh biến chứng. Chúng ta không được tự ở nhà, nhất là những người mà không có chuyên môn và chúng ta hay chẩn đoán nhầm zona. Vậy xin bác sĩ có thể cho biết cách phòng bệnh với kiến ba khoang không ạ? Khi chúng ta phòng kiến ba khoang thì thứ nhất là buổi tối chúng ta phải đóng các cửa sổ lại, giảm độ ánh sáng đi. Đấy. Và khi chúng ta ngủ dậy thì chúng ta thường khăn mặt hoặc là quần áo chúng ta rũ sạch sẽ trước khi mặc hoặc trước khi lau mặt để tránh kiến ba khoang. Thứ ba là chúng ta về vệ sinh môi trường, là tránh cái tổ kiến ở xung quanh chúng ta để chúng ta không bị cái tổ kiến nó làm gần chúng ta nữa. Và cái cuối cùng nữa là khi chúng ta thấy hiện tượng có một cái lần dần ở da thì chúng ta cố gắng là đuổi kiến, không nên gì. Mà tuy nhiên cái này nó phản xạ rất khó, nhưng chúng ta mà làm được điều đấy thì chúng ta tránh được cái chất độc của kiến khi nó di nó vỡ trong bụng kiến, nó giải phóng ra và kiến ba khoang. Chỉ khi chúng ta đập vỡ di trên da thì nó mới gây bệnh tiếp xúc với lại cái chất pitarin, chất độc trong con kiến, thì chứ kiến không đốt. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những kiến thức hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị, cây mía giò còn có tên gọi khác là đọt đắng hay cát lồi. Đây là một vị thuốc nam có tác dụng điều trị rất nhiều bệnh. Cây thuốc này mọc hoang nhiều ở ven sông suối, những nơi đất có độ ẩm cao. Trong một chương trình hôm nay, lương y Lê Công Tuyển, hội viên Hội Đông y huyện Khoái Châu sẽ giới thiệu tới quý vị một số bài thuốc dễ làm từ cây mía giò cho hiệu quả điều trị tốt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu cái tác dụng chữa bệnh của cây mía giò. Tác dụng về phần thân thì là để chuyên để chữa là ho, sốt và cảm mạo bốn mùa. Và cái phần lá này thì là để dùng chữa các cái dạng gọi là bệnh chấn thương, vấp ngã, bong gân hoặc là có thể chật xương khớp. Khi bị bong gân, chấn thương hay là chật xương khớp đấy, thì lấy một nắm cái lá này khoảng 20 đến 30 gram, rửa sạch đi, giã nhỏ ra, cho thêm mấy hạt muối nữa, giã nhỏ xong rồi là đắp vào những cái chỗ mà mình bị bong gân hoặc là bị chấn thương phù nề, là chỉ tầm độ khoảng 3 đến 4 ngày thôi là nó sẽ khỏi. Ta có thể bó mỗi một ngày một miếng, hết ngày thì ta thay miếng khác rồi. Mùa hè hoặc kể cả mùa đông cũng vẫn có thể là bị ho, bị sốt. Thì bà con tức là cắt này cái phần cây thân của nó. Đấy, lấy một đoạn chừng độ khoảng 40 phân. Đấy, xong bà con mang đi và nướng cho nóng xong bắt đầu tước bỏ cái vỏ nó ra. À, giã nhỏ, vắt lên nước, pha thêm một chút đường, hoặc có thể người lớn thì không cần đường, trẻ con thì cho thêm một tí đường cho các cháu dễ dùng. Tác dụng của cái cây thuốc này thì nó là thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu viêm. Nếu mà bà con mà dùng được kịp thời thì không phải dùng đến thuốc tây, mà chỉ cần dùng ngay cho người bị ho sốt là chỉ trong vòng 1 đến 2 ngày là khỏi. Bã của cây thuốc đã cho thêm 1 đến 2 giọt dầu hỏa để mà thắp đèn, bọc vào cái khăn mềm xong đánh gió cho hết khắp cả người đi. Thì bà con mà làm như vậy
chỉ trong vòng 15 đến 20 phút sau là nó đã hết sốt rồi. Đấy, thì một ngày có thể làm 3 đến 4 lần. Thưa quý vị và các bạn, theo Viện Chính sách và Chiến lược Y tế, mỗi năm người Việt Nam tiêu thụ hơn 3 tỷ lít bia và gần 68 triệu lít rượu. Con số này cho thấy tình trạng sử dụng rượu bia ở nước ta đã gấp đôi mức an toàn cho phép. Đây là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ người mắc các bệnh lý về gan do rượu cũng theo đó gia tăng nhanh chóng. Thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, lượng tiêu thụ rượu bia tại Việt Nam đứng thứ 3 châu Á. Năm 2016, người Việt uống 3,8 tỷ lít bia, năm 2017 uống 4 tỷ lít. Trung bình mỗi năm, mỗi người uống khoảng 42 lít bia, chưa kể bia nhập ngoại. 90% đàn ông Việt Nam sử dụng rượu bia có nguy cơ bị gan nhiễm mỡ, xơ gan. Ở Hưng Yên, tỷ lệ nhiễm bệnh viêm gan virus là 8%, đồng nghĩa với khoảng 100.000 người dân đang nhiễm viêm gan virus và khoảng 10.000 người sẽ có biến chứng thành viêm gan mạn, xơ gan và ung thư gan. Tại khoa hồi sức tích cực, khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Phú Núi, thống kê chưa đầy đủ cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay, mỗi tuần có khoảng 10-15 bệnh nhân nội trú bị xơ gan, viêm tụy do rượu, tăng 5-7% so với những năm trước. Nếu như 10 năm trước, số bệnh nhân nhập viện bị xơ gan chủ yếu là viêm gan do virus, thì gần đây lại chủ yếu là xơ gan do rượu. Anh Nguyễn Ngọc Tùng, 44 tuổi, quê ở xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, là một trong những bệnh nhân quen thuộc của khoa hồi sức cấp cứu. Đang trong độ tuổi lao động, nhưng trung bình, mỗi năm anh nhập viện từ 2-3 lần do rượu. Anh Tùng thường xuyên vào viện trong tình trạng men gan tăng, sảng rượu. Cách đây 4 ngày, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chân tay run rẩy, nói nhảm, lơ mơ, giảm khả năng nhận thức. Nhà tôi thì uống rượu là cách đây là 10 năm rồi. Mà uống rượu bây giờ là thường là nửa lít một ngày. Mà thường xuyên là không phải là uống nhiều mà cứ uống vặt một lần là một ngày trong một ngày là 3-4 lần. Sau bây giờ thì bây giờ mắc cái bệnh gọi là xơ gan. Từ tháng 2 đến bây giờ là 2 lần phải vào viện. Gia đình thì cũng khuyên thì cũng được một thời gian không uống. Sau đó lại đi chơi bạn bè rủ thì lại đi uống. Ông Dương Văn Ước, 59 tuổi, nhưng đã có 25 năm uống rượu. Trung bình mỗi ngày, ông uống từ một hươu đến nửa lít rượu trắng. Theo các bác sĩ, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan của ông hiện cao gấp 20 lần men gan của người bình thường. Viêm gan, viêm dạ dày, nếu còn tiếp tục uống rượu, nguy cơ xơ gan, ung thư gan là điều không thể tránh khỏi. Đám xứ nhiều, hai là cái điều kiện bây giờ nó kinh tế nó phát triển, lại cái thức ăn nó nhiều, thì mình đã lại uống rượu rồi thì nó trở thành nó quen. Thì người nó mệt thì là mình đi kiểm tra, bệnh viện trung ương kiểm tra. Vào viện bây giờ là cảm thấy nghĩ là sợ là không uống rượu nữa. Theo các bác sĩ, các bệnh nhân mắc bệnh lý về gan do uống rượu nhiều hầu hết đến viện trong tình trạng muộn, đã có biến chứng rõ ràng như xuất huyết tiêu hóa, vàng da, cổ trướng, viêm tụy. Bệnh lý về gan thì trong những năm gần đây thì mình thấy xu hướng là tăng lên. Ví dụ như là xơ gan, ung thư gan, trẻ hóa lên rất là nhiều. Và hay gặp với những bệnh lý về gan về những cái thời tiết về mùa hè này và tỷ lệ người ta uống bia rượu có thể là tăng lên. Ví dụ như tai nạn giao thông vào đây với tình trạng rất nặng, không những ảnh hưởng đến gan, đến sức khỏe mà ảnh hưởng đến cả gia đình và toàn xã hội. Đầu tư để loại trừ viêm gan là chủ đề của Ngày Viêm Gan Thế Giới năm nay. Trước thực trạng đáng báo động các bệnh lý về gan ở nước ta, để bảo vệ lá gan khỏe mạnh, người dân cần hạn chế đưa vào cơ thể những chất có hại như rượu bia, thuốc lá, khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị đạt kết quả tốt. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.